Chào mọi người, bây giờ mình đang đứng ở trước một cái tiệm để mà mình chụp ảnh cho mọi người. Tiệm này thì sắp tới cái hộ chiếu của mình hết hạn, cho nên là mình cần làm hộ chiếu mới. Thì người ta cần mình phải có hai cái ảnh hộ chiếu. Chụp xong rồi mọi người, giờ thì mình chờ người ta in ảnh cho mình thôi. Ở đây thì có những cái dịch vụ làm ảnh như thế này á. Bao nhiêu? Cox Cassie. 28 euro mọi người. 28 euro. Kính cảm ơn ta chắc cú. Xong rồi mọi người, người ta bỏ hình ở trong này. Trong kết lại đi. Kìm đi vào. Ok, mình chia sẻ video ngắn ngắn vậy thôi mọi người. Xong nhanh lắm, mình vào xong rồi chụp xong in ra liền mà. Ở đây thì cái tiệm chụp hình này là ở trong cái trung tâm mua sắm Jumbo mọi người ạ. Ở Vanta gần nhà mình luôn. Bây giờ thì mình xin dừng video ở đây nhá. Tạm biệt mọi người.